Top 10 địa điểm phải ghé thăm ở thành phố Phan Thiết. Tháp nước Phan Thiết. Nằm ở công viên trung tâm, tháp nước Phan Thiết được coi là biểu tượng của thành phố Phan Thiết. Công trình được xây từ năm 1928 năm 1934 theo bản thiết kế của Hoàng thân Sophonuvong năm 1909 đến năm 1995, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồi cát Mũi Né. Đây là vùng địa hình đặc biệt gồm những cồn cát khổng lồ, trải dài nhiều cây số ở địa phận phường Mũi Né của Phan Thiết. Đồi cát này còn được gọi là đồi cát bay do hình dáng của các cồn cát liên tục thay đổi dưới tác động của gió. Tháp Po Sa Inu. Nằm trên đồi Bà Nài ở phường Phú Hải, tháp Po Sa Inu là một nhóm di tích đền tháp Chăm còn tương đối nguyên vẹn của Vương quốc Champa xưa. Khu đền tháp này được người Chăm xây dựng từ cuối thế kỷ 8, đầu thế kỷ 9, trong giai đoạn phong cách Hòa Lai. Trường Dục Thanh. Tọa lạc ở phường Đức Nghĩa, Trường Dục Thanh là một di tích lịch sử đặc biệt gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng thời trẻ của Bác Hồ. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dạy lớp nhì ở ngôi trường này từ tháng 8 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911. Chợ Phan Thiết. Nằm ở trung tâm thành phố, chợ Phan Thiết hình thành vào năm 1697, là một thiên đường mua sắm dành cho khách du lịch ở Phan Thiết. Mặt hàng hấp dẫn nhất ở đây là các loại hải sản tươi sống cùng hải sản khô, đồ chế biến sẵn, nước mắm. Lầu Ông Hoàng. Nằm trên đỉnh đồi Bà Nài, gần tháp Po Sa Inu, Lầu Ông Hoàng là địa điểm lịch sử nổi tiếng, gắn với chuyện tình của nhà thơ Hàn Mặc Tử và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Đây là nơi lý tưởng để ngắm nhìn phong cảnh Phan Thiết từ trên cao. Bãi biển Mũi Né. Bán đảo Mũi Né của Phan Thiết sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm đẹp. Dọc theo các bãi biển này là hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, phục vụ mọi đối tượng, từ nhà nghỉ bình dân đến khu nghỉ dưỡng cao cấp. Dinh Vạn Thủy Tú. Có địa chỉ ở 54 Ngư Ông, phường Đức Thắng, Dinh Vạn Thủy Tú là một trong những vạn cổ xưa nhất của nghề biển ở Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa liên quan đến nghề biển, trong đó có một bộ xương cá voi khổng lồ, niên đại 2 thế kỷ. Bãi đá Ông Địa. Nằm ven bờ biển ở địa phận phường Phú Hải, bãi đá Ông Địa vừa là một thắng cảnh, vừa là một địa điểm tâm linh nổi tiếng của Phan Thiết. Đây là một bãi biển có nhiều tảng đá tự nhiên hình thù kỳ dị, gắn với một truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Một khu phố Tây Hàm Tiến. Nằm dọc theo trục đường ven biển của phường Hàm Tiến, khu phố này tập trung nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ đối tượng chủ yếu là khách quốc tế. Bảng hiệu ở phố Tây Hàm Tiến thường được viết bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Nga. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.